Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay mình xin chia sẻ cách mà các bạn làm những cái hành này nó tươi rất là lâu các bạn nhé. Bởi vì khi mà mình mua ở ngoài chợ ấy, hoặc là mình lấy đồ từ quê ra ấy, hoặc là đại ý là được ai cho chẳng hạn, thì các bạn cái hành này thì các bạn chỉ dùng để nấu ấy, hoặc là xào, hoặc là để làm gì đấy thì nó cũng chỉ cần độ 1-2 củ thôi ấy. Thì các bạn muốn để nó được lâu ấy, có thể là 1-2 tuần chẳng hạn. Thì các bạn nhé, các bạn đầu tiên các bạn lấy cho mình một ít giấy nhé các bạn nhé. Cái giấy này là cái giấy ăn bình thường thôi, hoặc là giấy vệ sinh hay giấy gì cũng được. Các bạn bọc giúp mình từng củ một các bạn nhé. Đấy, các bạn bọc này này. Đấy. Các bạn mỗi một củ thì các bạn bọc riêng thôi nhé. Hoặc là hai củ nhỏ nhỏ các bạn bọc lẫn vào cũng được. Đây các bạn nhé, bạn bọng này. Đấy. Cũng dễ thôi mà các bạn. Các bạn để nguyên lá nhá. Đấy. Tiếp này. Theo mình thì các bạn nên lấy cái giấy nào mà bình thường thôi. Như mình đây là mình lấy giấy xịn các bạn ạ. Giấy này thì nó hơi trắng trắng tí, nhưng mà dù sao thì đồ xịn dùng vẫn sướng các bạn ạ. Đấy. Các bạn để dành bao nhiêu thì các bạn sẽ làm bấy nhiêu thôi, nó cũng đơn giản thôi mà. Các bạn quấn như thế này nhá. Thế. Thế thôi, mình cất đi tận đấy, còn lại thì mình ăn nhé các bạn nhá. Tiếp theo này các bạn này, các bạn hãy quan sát kỹ mình nhá. Các bạn lấy giúp cho mình một cái bìa giống như cái bìa từ bị cắt tông ấy, các bạn lấy từ cái hộp cà phê hay là một cái hộp gì đấy nhá các bạn nhá. Các bạn để gọn lên cho mình như thế này nhá các bạn nhá. Đấy. Để gọn như này giúp mình. Thế. Các bạn cho mình một ít nước vào các bạn nhá. Nước thì các bạn dùng nước ở vòi thôi. Các bạn làm cho mình ẩm hết nhá. Đấy, các bạn đổ nước nhá. Đấy, thì sau khi mình đổ nước thì mình đã thấm hết rồi các bạn nhá. Thì các bạn sẽ bọc cái hành lại thôi các bạn nhá. Bạn bọc như này này, bọc như giúp mình như thế này nhá. Đấy. Cái phần này thì các bạn có thể bỏ đi cũng được. Rườm rà thì theo mình nên bỏ đi. Đây các bạn nhá. Đây này, dây dợ mình hơi lằng nhằng này. Nếu các bạn muốn đẹp thì các bạn nên các bạn chuẩn bị cho mình giấy riếc cắt kiếc cho nó gọn gàng nhá. Đây mình giờ mới bắt đầu đi xé này các bạn này. Đấy. Nhưng cũng không quá quan trọng đâu các bạn ạ. Đấy. Để này vừa sạch sẽ mà lại vừa các bạn để được lâu nhá. Các bạn bọc vào này thôi. Tuy nhiên thì các bạn theo mình ấy, thì bạn nên sắm cho mình hai cái nịt nhá, hai cái dây chun này. Hai cái dây chun này các bạn dùng xong sau này ra lấy tiền và cột vào cũng được các bạn ạ. Đấy. Đây bạn nhá, bạn cột vào này nhá. Thế. Bạn cứ để này vô tư thôi. Các bạn để ở ngoài trời nhá, không cần phải bỏ tủ lạnh đâu. Chính các bạn để vào trong tủ lạnh ấy thì sẽ nhanh hỏng hơn đấy các bạn ạ. Chúc các bạn có những cái bữa ăn chế biến một cách gọi là rất chi là ngon miệng nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.